Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này như sau. Đề đang giới thiệu về phản ứng phân hạch dây chuyền. Giả sử chúng ta có một hạt neutron tác dụng vào một hạt nhân. Sau khuấy hạt nhân này, nó sẽ tạo thành neutron và sản phẩm phân hạch. Thì cái K này nè, chính là cái cục này. Tuy nhiên, đề của chúng ta chỉ cho K bằng 1,2. Có nghĩa là giả sử nha, trường hợp đầu tiên chúng ta có U0 là bước đầu tiên chúng ta sẽ có 1,2. Sang U1 là sau phản ứng này nè thì chúng ta sẽ có thêm 1,2 nhân thêm 1,2. Có nghĩa là chúng ta có 1,2 neutron, sau khi phản ứng chúng ta lại có thêm 1,2 neutron nữa, là đó chính là K bằng 1,2. Và chúng ta cứ tiếp tục cho đến U99. Đã có nghĩa là sau 100 phản ứng phân hạch thì chúng ta sẽ có là 1,2 mũ 100. Thì bây giờ muốn tính tổng hết tất cả các cục này á thì chúng ta sẽ có công thức tổng của cấp số nhân, thì chúng ta sẽ có Sn sẽ bằng U0 và chúng ta có V mũ n trừ cho 1 chia cho W trừ 1. U0 là số hạng ban đầu, chúng ta có 1,2. N của chúng ta chính là 99. Và chữ W chính là 1,2. Như vậy chúng ta sẽ có tổng và chúng ta biết rằng mỗi phản ứng phân hạch ra 200 MeV. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái tổng cái này nè. Nhân với lại số 200, chúng ta ra kết quả luôn. Và số của chúng ta cần phải chọn chính là câu D. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.